Bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Hùng. Ở video này mình giới thiệu cho bạn về cái dự án của sàn giao dịch Decoin. Thì cái nền tảng giao dịch Decoin là cái nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số và tài sản kỹ thuật số tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới, chủ yếu là cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho blockchain, Ethereum, Litecoin vân vân. Thì Decoin được thành lập bởi những người đam mê blockchain và tiền điện tử, với các cái thành viên cốt lõi từ Google, Baidu 360 và các công ty công nghệ thông tin nổi tiếng thế giới khác. Thì Decoin được điều hành bởi công ty của Thụy Sĩ với các trung tâm hoạt động tại Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Thì cái nền tảng của giao dịch Decoin với cái công nghệ bảo mật tiêu chuẩn ngành tài chính cung cấp cho các nhà đầu tư một môi trường giao dịch an toàn và ổn định, trong khi vẫn đảm bảo giao dịch được hoàn thành an toàn và hiệu quả. Thì cái nền tảng giao dịch Decoin sẽ duy trì giá trị minh bạch và mở cho tất cả mọi người tham gia và chia sẻ cổ blockchain cho tất cả mọi người giao đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Đó. Thì các bạn có thể thấy là trên cái CoinMarketCap này thì sàn Decoin hiện tại cái tổng vốn hóa là 276.733.000 đô la, tương ứng với 23.403 BTC, một con số rất là khủng khiếp, các bạn thấy không? Đây là một là những cái đồng coin mà được liệt kê trên cái sàn giao dịch của Decoin. Đó. Đấy, rất là nhiều những sàn đồng coin tốt như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin vân vân được liệt kê trên này. Đó, đây là những cái đồng coin khác. Đấy, tương lai thì có thể sẽ được liệt kê. Đó. Ở đây thì các bạn có thể thấy là đây là danh sách những cái đồng coin mới được liệt kê vào. Thì nó sẽ thể hiện ở đây. Đây, ví dụ như hợp đồng PTA được liệt kê vào mùng 7 tháng 8. Đó. Đây. Đây là giá này, dao động này. Đó. Tất cả thể hiện ở đây. Đây, những cái đồng coin top này, giao dịch biến động như nào sẽ được thể hiện rất nhiều ở đây. Đó. Đây. Các bạn có tìm hiểu cái Decoin này thông qua các bản white paper này. Đó. Rất nhiều đồng coin được liệt kê. Đây. Đấy, tổng volume 24 giờ qua thì các bạn có thể thấy đó là 276.649.418 USDT. Đấy, và tổng là có 85 cặp giao dịch. Thì đây là một cái công cụ kết hợp mạnh mẽ, sẽ nó mang tính chất là đảm bảo bằng công nghệ sử dụng lưu trữ động tách ví nóng và lạnh. Công nghệ VHDM sẽ bảo vệ công nghệ bảo mật tài chính của HSM. Với cái hiệu quả thì một nhóm với hơn 10 năm kinh nghiệm đã xây dựng một công cụ khớp TPS cấp triệu cho phép người dùng nắm bắt cơ hội và thực hiện giao dịch bên trong. Với cái định hướng người dùng này thì sẽ lấy khách hàng làm trung tâm của giao diện dễ sử dụng. Đấy, 24 hỗ trợ khách hàng 24/7. Đấy, quan hệ đối tác thì các bạn có thể thấy đây một số đối tác như CoinMarketCap này, Stasia, Crypto Valley và một số những đối tác khác. Ngoài ra thì các bạn có thể download cái sản giao dịch Decoin này trên hệ điều hành của Apple Store và Google Play nhé. Các bạn có quét cái mã này thì có thể tải xuống. Đó. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho bạn chút về cái casino của Hitcolex này, này sòng bạc này. Đây chỉ là giám đốc điều hành Rayo, App Ania là trường phòng kinh doanh này, trường phòng các triển kinh tế tiếp thị. Đây là Kai Sơn chủ tịch này, người sáng lập. Đây và rất nhiều những thành viên khác đây, các bạn thấy đây. Đấy, về cái thị trường bạc này cũng có 3,5 lần lớn hơn cái thị trường game và chiếm 480 tỷ. Cái xu hướng tăng trưởng từ năm 2010 cho đến 2019 này, các bạn thấy đây, tăng trưởng cũng khá là rõ ràng. Hiện tại trong thời đại này thì cờ bạc trực tuyến thì đang là trong thời đại bùng nổ, chiếm 52 tỷ này trên trực tuyến này. Đấy, tăng vọt từ 2010 đến 2019 tăng rất là cao. Đây một giá trị rất là tiềm năng. Đây, những cái điểm cộng đó chính là cái tiện ích của nó, thoải mái về thời gian, về trên internet, và bạn sẽ không có không khí ác cảm của chính quyền và khách hàng của sòng bạc. Đây, sở thích cho cái tốc độ và tính chất của trò chơi trực tuyến này, giá trị thì tiềm năng thắng sẽ cao hơn và chi phí tổng thể các bạn mất đi sẽ thấp hơn. Đây là công ty về giới thiệu công ty casino blockchain. Đây là trên hệ điều hành của US và Tron giao diện này. Đây bạn có thể biết những cái game nào trong số những cái game này. Đây, bạn đã chơi chưa? Thì
về khát lắng phát triển là sẽ là tài nguyên phát triển trò chơi cao nhất, lượng các game được phục vụ thị trường, quản lý minh kinh doanh. Về chuyên môn dịch vụ thì quản lý kinh nghiệm thị trường được chứng minh chứng hiểu biết quản lý cộng đồng kinh doanh về casino, cơ sở người dùng này các bạn có thể đây, 125 triệu người dùng, 11 triệu user đăng ký hàng tháng này, 31 triệu user active hàng ngày. Có thể thấy là chất lượng cao, mang đến những cái thương hiệu mạnh, đa dạng hóa kinh doanh. Các bạn thấy đây là ACE phát triển từ hoàn thành trò chơi này, phát hành nhanh chóng hàng đa hiện tại lên 200 game và chia sẻ 15 dịch vụ khuyến áp dụng ngay lập tức. Thứ nhất là về tăng số người chơi này, tăng casino lợi nhuận, tăng thưởng, tăng mã volume và tiếp thị trao quyền. Đây là người thắng cuộc. Đây là một số những trò chơi. Ngoài nhà phố casino này, poker này, slot poker này, bet andy này. Đấy. Ngoài ra thì còn có một số những cái trang cá cược về thể thao này. Đấy. Cá cược thể thao 48% tổng cờ bạc hợp pháp trên thế giới. Đây, cá cược thị trường đang phát triển nhanh chóng. Các bạn có thể thấy đây. Hiện tại là doanh thu cổ phần này, vốn hóa thị trường và những cái nhãn hàng thể thao ở đây. Đấy, nhãn hàng thể thao này. Những cái nhãn thể thao rất nổi tiếng. Bet365 và 888 Sport đấy, mình biết là đấy. Về cái tầm chiến lược trình các bạn có thể thấy đây. Đấy, kéo dài này, từ 2019 đến 2020 các bạn có thể thấy đây. Đấy, rất là rõ ràng đây. Đây là nhiệm vụ này. Một trò chơi platform nó chuyên về những chương trình media marketing. Đấy, về hệ sinh thái này. ASEA là một cái token cờ bạc này, đã được gắn nhãn và như là một nền tảng của dApp Marketing của HyperConnect. Đấy. Đây là về cái chính sách phân phối token này. Đấy. Sử dụng tiền để làm gì? Họ thu được dành cho game, phát triển game đúng không? Mình này, tiền thị đây. Đấy. Đối tác chiến lược phát triển kinh doanh và lưu trữ công ty được chỉ dựng trên cái iOS này. Đấy. Mang những tính chất như nổi bật, nhanh, linh hoạt, miễn phí, hệ sinh thái này. Đấy. Hệ thống giải thưởng ACEA, thành phần môi trường người chơi đại lý trò chơi game thưởng là tỷ lệ phần trăm này. Đấy, hiện rất là rõ ở trong các bạn này. Kế hoạch marketing này. Đấy, họ sẽ mặc cái thị trường mục tiêu của họ tới châu Âu là 24,75 này, Bắc Mỹ là 86 này, châu Á 14 và những nơi khác là 1,4, mở rộng ACE hệ sinh thái đây. Đây họ sẽ định vị đây, phân cấp này, tập trung này, dịch vụ poker này, kế hoạch marketing hành động của họ đây. Đấy, rất là rõ ràng cái phương tiện là marketing xã hội PR quảng bá tiếp thị này họ sẽ dành này. Đấy, có thể là các chi nhánh của tiếp thị ảnh hưởng đây kiểu là lớn nhất này. Đấy, cái suy nghĩ cuối cùng này các bạn có thể đây, đây những hình ảnh rất đẹp. Đấy, ASEA được cấp phép được giấy phép casino về cả bạn đó. Đấy. Và về cái sự kiện của ACE sắp tới thì các bạn có thể thấy là có gồm 4 sự kiện. Đấy, cái sự kiện 1 đó là các bạn mua ACE để lấy 300.000 giải thưởng ACE. Và người dùng có thể mua lớn hơn 1.000 ACE để chia cho 300.000 các cái tỷ lệ. Ví dụ ACE sẽ bằng 0.1 USDT và thời gian hoạt động là từ 29/8 đến 5/9/2019 và 3 người tham gia hàng đầu sẽ nhận được giải thưởng. Sự kiện 2 thì thời gian hoạt động là từ 29/8 đến 28/9 và rút tiền người đề coi lớn hơn 2.000 ACE sẽ sang nền tảng ACE sẽ có được miễn phí giao dịch. Về cái sự kiện 3 thì thứ nhất là bạn mời bạn bè bằng email thông qua liên kết mời độc quyền của đề coi và hoàn thành hai bước KYC và ràng buộc cái mã Google của FA. Thứ hai là người được mời đăng ký ACE qua email và cập nhật mã lời mời đề coi của người mới. Thứ ba là mời được đăng ký thành công trên cả hai nền tảng đề coi và AC thì có thể được thưởng theo các quy tắc dưới này. Đấy. Và sự kiện 4 cuối cùng đó chính là thời gian hoạt động từ 29/8 cho đến 31/10 thì sẽ nhận 50 AC khi đăng ký sòng bạc và AC. Đấy, nền tảng AC thì cần phải đăng ký email và AC và người dùng có thể nhận số phiếu giảm giá từ nền tảng đề coi và nhập số phiếu giảm giá trên cái trang hoạt động của sòng bài AC để nhận 50 AC. Và người dùng có thể nhận 50 AC nếu theo dõi Facebook chính thức của AC.